Xà lông. Dạ, nói là xà lông là cái xà lông đó. Salam sa alam.
ghê không? Gần đây ăn phim mê đấy. Đây là mình ở cái cổng salon của vị trà Dương Phi. Quá đẹp. Cái núi gì? Chú nói là núi gì? Núi Snak Chao. Snak Chao. Cái này núi Snak Chao là người dân tộc Khmer kêu là Snak Chao. Rồi còn chùa Chùa Chùm, chùa Phật Chùm nó nằm ở đâu chú? Chùa Phật Chùm thì nằm bên thẳng. Nằm bên nữa. Thẳng đây. Đây là chú dân tộc Khmer. Chùa Salom. Chùa Salom. Chùa Salom. Là phải đi thẳng nữa. Chạy thẳng đây. Chạy thẳng là chùa Phật Chùm. Thẳng đây. Đi thẳng xuống. Đây là đi đường kinh luôn. Ra ngoài luôn. Xa lắm. Không xa đâu. Cứ 2 cây số à. Còn cái này là dân tộc Khmer. Dạ. Có phải là chùa Hồ Ta Bà không? Không. Chùa Sa Long. Chùa Sa Long. Cái cổng này là cái chùa Hồ Ta Bà thì đi núi tô lắm. Xin hỏi tại sao người ta kêu là Sa Long? Dạ. Tại sao ở đây người ta kêu là Sa Long? Sa Long. Cái nghĩa. Nghĩa là gì? Ý nghĩa nó là hồi xưa. Dạ. Hồi xưa người ta cứu bằng sờ lông, tại nó người dân tộc cứu bằng sờ lông, sầm phu á. Rồi. Đi chỗ trẻ á. Rồi. Hồi xưa nó trẻ á. Giống như người. Có đường trẻ, chạy bà chạy vô á. Bây giờ là người ta cứu lông tên thì cứu bằng sờ lông chứ không à. Dạ. Tại vì hồi xưa không thì người ta cứu khác. Của chủ trên á, chùa tộc. Rồi. Tại vì không có hiểu, tại xin lỗi, cảm ơn. Tại vì không có biết là tại sao mà đặt tên là Sa Long thì muốn biết cho mấy bạn bè xem, bạn bè coi là tại sao mà đặt tên Sa Long. Thì như chú này nói đó là chùa Sa Long, ở khu Sa Long là người ta là như thế đó. Theo mình hiểu đó, bên Lào, bên Thái Lan đó, Sa Long là cái chùm, cái Sa Long á. Thì người ta mới kêu là Sa Long, đúng không? Dạ, Sa Long. Rồi, Sa Long, người đây kêu là Sa Long, cảm ơn. Rồi, hẹn gặp lại, trời lăng mưa. Chú người Di cứu bằng chú giống là con heo á. Chú này là núi này nè. Núi này. Con heo. Người Việt Nam kêu là núi con heo. Còn người dân tộc Khmer là kêu là? Sa Chao. Sa Chao. Sa Chao. Sa Chao, ok. Tại hồi xưa nó giống là quan thường á. Dạ. Nó mắc cái chao ở đó. Dạ. Rồi, ok, cảm ơn nhiều nhiều. Vậy đi. Gặp được hai fan của tụi mình. Rồi hẹn gặp lại. Rồi. Chú kia vừa nãy nói là lấy con heo.